Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần vừa qua, học viên lớp cao đẳng được Thầy Thanh Nguyên giảng vi diệu pháp. Sau đó, Thầy Huyền Châu đã giảng câu sát luận quyển 1. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học vi diệu pháp, Thầy Thanh Nguyên giải thích về tâm thiện quả, còn được gọi là tâm công đức hoặc tâm thiện vì là tâm gặt hái quả từ thực hành công đức và thiền định mà được. Tuy vậy, tâm tính chúng ta luôn ngại khó, ngại gian nan trong việc hành thiện, giống như giấu lỗi dễ hơn sửa lỗi. Từ đó ngã về hướng bất thiện, sẵn sàng vào việc không công đức do chỉ muốn có được thành tựu sao cho nhanh chóng, nhưng không cần ra sức. Thế nên mống tâm chỉ thu nhận và giữ lấy cho mình thì dễ, còn ban phát bố thí lại rất chi ly tính toán. Đây là những gì thuộc về cái ngã và ngã sở, làm cho tâm thiện bị đình trệ là vậy. Người hành vi bất thiện không thấy nhân mình đã gieo, chỉ khi kết quả bất cập mới hoảng sợ. Họ lại chẳng thể nghĩ ra vì sao mình phải nhận hậu quả tồi tệ đến vậy. Phật dạy đừng sợ việc công đức và ly dục ly ác bất thiện pháp thì chứng và trú sơ thiền, nhưng người học tu vẫn thiếu kiên nhẫn để thực hành các pháp công đức. Tâm quả sắc giới là tâm thành tựu của tâm thiền thiện. Nó tạo ra tâm tử, tâm hộ kiếp và tâm tục sinh trong trạng thái của thiền sắc giới. Năm tâm thiền thiện cho năm trạng thái quả tương ưng như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, cũng đồng với tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Nhân của tầm sinh quả tứ, trụ nơi tầm và tứ có được quả của hỷ, vân vân. Vi diệu pháp trình bày theo từng một sát na tâm nên phân rõ có tầm, có tứ, nhưng kinh văn tính đến các cõi thì được phân định theo cảnh giới. Khi chứng đắc sơ thiền là sinh vào cảnh giới phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Bài học về tâm thiện quả sẽ được tiếp tục vào giờ học hôm nay. Qua phần học này, chúng ta nhận biết phát tâm công đức là việc cần duy trì và thường tinh tấn để tự dẫn đưa mình vào đường tăng trưởng tâm thiện, mới là biết thực hiện lời dạy của Phật làm giàu cho quả. Phát tâm rồi thì nên dấn bước và kiên quyết đi tới mục đích cuối cùng, chớ ngại khó mà chùn bước quay đầu hoặc dừng lại. Bất kỳ việc phát tâm công đức bố thí hoặc theo học Phật Pháp, người phát tâm ý thức việc tạo dựng công đức không chỉ riêng cho mình mà còn là sự đóng góp cho sức hưng thịnh, chánh pháp Như Lai hôm nay và ngày sau. Ngày nay chắc chiêu một ít dầu để thắp sáng ngọn đèn trí tuệ. Ngày nay học hỏi một câu kinh mới hiểu thêm bố thí thế nào là đúng pháp. Trường học Phật là môi trường truyền dạy chánh pháp, giúp mọi người đạt tới chánh kiến như mong cầu, mới làm cho hành xử của tất cả thêm công đức. Tâm công đức bố thí cúng dường cho công trình giáo dục Phật học tại Đại học Sakya Buddha là gieo trồng nhân lành có khả năng thúc đẩy mãnh liệt sự phát triển, trí tuệ và bồi đắp công đức vị tha. Vào giờ học câu sát luận quyển 1, các học viên được nghe Thầy Huyền Châu phân tích căn nghĩa là gì. Luận thư cho biết căn có nghĩa là tối thắng tự tại, quan hiển vì trong sử dụng của chính nó có uy lực một cách tự chủ, nó có tính trang sức rực rỡ, thắp sáng tỏ rõ, như con mắt có sức nhận biết mãnh liệt về ánh sáng, tai có khả năng về âm thanh vân vân. Nhờ vào từng đặc tính ưu việt đó mà giúp cho thức nhận ra đúng loại hình ảnh, đúng làn sóng thanh âm vân vân. Vậy nên tổng hợp lại thì căn có nghĩa là tăng thượng. Diễn giải của luận sư cho biết có hai quan điểm về tăng thượng, đó là quan điểm tỳ bà sa, thì các luận sư trình bày kiến giải của mình theo lời Phật dạy.
và quan điểm kinh bộ, nghĩa là luận sư hoàn toàn dựa theo kinh. Phân tích theo quan điểm tỳ bà sa thì có 4 tăng thượng và 2 tăng thượng. Luận thuyết minh về 4 tăng thượng chỉ rằng ở nơi mỗi căn tăng thượng có 4 tác dụng và mục đích của chúng, như làm trang nghiêm thân, đạo dưỡng thân, sanh thức các thứ và bất cộng sự. Như mắt và tai không chỉ để làm đẹp cho thân mà còn nuôi dưỡng thân, cũng nhờ mắt và tai mới có khả năng phòng ngừa, tránh xa các nguy hiểm. Chúng làm nhiệm vụ phát sinh hai thức nhãn và nhĩ, cùng với những tương ưng thức chỉ cho các tâm sở của mắt và tai. Tác dụng hoạt động của mỗi căn lại riêng biệt với từng đối tượng của chúng, chứ không có sự cộng tác chung giữa mắt và tai. Tương tự như trên, việc làm đẹp cho thân ở nơi ba căn mũi, lưỡi, thân giống như hai căn mắt và tai vậy. Ba căn này còn thọ dụng đoàn thực, còn phát sinh thức cũng như các thức tương ưng và hoạt động riêng biệt. Phân tích về hai tăng thượng thì nam, nữ, mạng và ý căn, mỗi căn tăng thượng có hai dụng sự là hữu tình dị và phân biệt dị. Trong loài hữu tình thì do nơi hai căn nam, nữ mà có sự khác biệt, đó là hữu tình dị. Lại vì hình thể, giọng nói vân vân khác nhau mà nói phân biệt dị. Nhưng có chủ trương của nhóm luận triết khác nói rằng tăng thượng trong nhiễm và tịnh, vì luận sư nhóm này cho rằng các hạng người có thân căn dị tật, thân căn bị hoại hoặc hạng bán nam bán nữ và cả nam cả nữ vào mỗi nửa tháng. Hạng này không thuộc trong bất cứ pháp tạp nhiễm như bất luật nghi, vô gián, đoạn thiện và cũng không có pháp thanh tịnh như luật nghi, đắc quả, ly nhiễm. Còn mạng căn với hai tăng thượng là đã kết nối thân căn và duy trì những gì liên quan đến sự tồn tại của thân mạng. Ý căn cũng với hai tăng thượng, một là kết nối hậu hữu đời này đời sau, hai là tự tại tùy hành. Kết nối hậu hữu là kiện đạt phược hiện tiền với tâm ái hoặc nhuế, còn tự tại tùy hành thì do tâm dẫn dắt thế gian chi phối hoàn toàn. Xét nơi yếu tố nhiễm và tịnh thì các thọ của lạc, khổ, hỷ, ưu, xả cùng tăng trưởng trong nhiễm do tính chất của tham luôn tiềm phục trong chúng. Còn 8 thứ căn gồm tín, tấn, ức, niệm, định, tuệ, căn biết rõ điều chưa biết và căn biết căn đã biết rõ nương theo pháp thanh tịnh để sinh trưởng. Nhờ vào sức tu tập nên người thực hành nhận ra các điểm tốt đẹp này để hướng mình đi vào đường thiện lành, rồi theo đó mà sửa đổi và cố gắng tăng trưởng thêm vững mạnh. Nếu không phân biệt được cho chính xác thứ gì cần tinh tấn để theo đuổi, còn việc xấu ác nào phải loại bỏ, thì dễ nhầm lẫn, rồi khó có thể nhận biết thiện ác trên đường tu. Ngoài ra, một số luận thuyết khác còn nói năm thọ cũng tăng thượng trong tịnh, vì nhờ có lạc nên tâm định, bởi vì khổ làm chỗ dựa cho niềm tin mà tìm đến niết bàn, hoặc do được hỷ, ưu và xả mới xuất ly các tham dục của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sau cùng thì một số luận sư theo quan điểm kinh bộ cho rằng đạo dưỡng thân không phải là công dụng của mắt, vân vân, mà là tăng thượng của thức. Họ bác bỏ công dụng việc thấy, nghe, vân vân, không khác gì với cái thức. Cho nên vấn đề bất cộng sự của các căn không quan niệm biệt lập được nữa. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2023, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều. Thầy Thanh Nguyên giảng vi diệu pháp. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ được học vi diệu pháp qua lời giảng của thầy Thanh Nguyên và câu xá luận quyển 1 do thầy Huyền Châu giảng. Trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà
bodephatquoc.org. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.